Cả nhà, xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá một chủ đề rất hot của thời đại bây giờ, đó là thời trang nhanh, thời trang bền vững. Liệu theo thời trang bền vững, đó là mua đồ second hand thì sẽ có tác dụng ngược hay là chúng ta đang bảo vệ môi trường? Cùng nhau xem video để biết thêm chi tiết của ngày hôm nay nhé. Để hiểu được tiêu đề của ngày hôm nay, chúng ta cần biết là thời trang nhanh với mục tiêu là sản xuất và tiêu thụ với tốc độ chóng mặt để có thể đáp ứng được nhu cầu và thị hướng, xu hướng của bây giờ. Trong khi đó thì thời trang bền vững với mục tiêu là sản xuất và tiêu thụ bền vững để nhằm bảo vệ môi trường. Sử của fast fashion qua từng thời kỳ. Thời trang nhanh bắt đầu phát triển từ thế kỷ 17 khi các nhà buôn dệt may ở châu Âu bắt đầu nhập khẩu bông từ châu Phi, châu Á. Bông là một nguyên liệu rẻ tiền và dễ sản xuất, khiến quần áo trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều người. Vào thế kỷ 19 thì sự phát triển của máy móc dệt may đã thúc đẩy sự phát triển của fast fashion. Các máy móc dệt may giúp sản xuất quần áo nhanh hơn, rẻ hơn, khiến quần áo trở nên rất là phổ biến. Từ những năm 1960, fast fashion bắt đầu phát triển mạnh mẽ với sự ra đời của các thương hiệu thời trang như Zara, H&M, Forever 21. Các thương hiệu này đã sử dụng các chiến lược marketing hiệu quả để thu hút người tiêu dùng, trái như là cập nhật xu hướng mới thường xuyên, giá cả phải chăng, dễ tiếp cận. Trong những năm gần đây thì fast fashion đã trở thành một mô hình kinh doanh thời trang phổ biến trên toàn thế giới. Tuy nhiên, fast fashion cũng có những tác động tiêu cực đến môi trường, chẳng hạn như là ô nhiễm, rác thải và sử dụng tài nguyên không bền vững. Và chúng ta hãy nhìn lại mốc lịch sử quan trọng của fast fashion nhé. 1690 là các nhà buôn dệt may ở châu Âu bắt đầu nhập khẩu bông từ châu Phi và châu Á. 1800 là sự phát triển của máy móc dệt may thúc đẩy sự phát triển của fast fashion. 1960 là sự ra đời của các thương hiệu thời trang Zara, H&M, Forever 21. Năm 2000 là sự phát triển của thương mại điện tử thúc đẩy sự phát triển của thời trang nhanh. Đến 2020, khi mà đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, khiến cho fast fashion trở nên phổ biến và gần gũi hơn với người tiêu dùng. Vì sao người tiêu dùng lại đổi hướng sang thời trang bền vững? Có một số lý do khiến người tiêu dùng đang chuyển hướng sang thời trang bền vững, đó là nhận thức về môi trường. Người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về tác động của thời trang mà mang tới tác hại tới môi trường. Ngành công nghiệp thời trang nhanh là một trong những ngành gây ô nhiễm nhất thế giới, chịu trách nhiệm cho khoảng 10% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Người tiêu dùng đang tìm kiếm các cách để giảm tác động của họ đến môi trường, và thời trang bền vững là một cách để làm điều đó. Và điều tiếp theo đó là tiêu dùng có ý thức hơn. Người ta để ý đến việc quan tâm đến việc mua sắm có ý thức. Họ muốn mua những sản phẩm được sản xuất có trách nhiệm và bền vững. Thời trang bền vững đáp ứng nhu cầu này bằng cách sử dụng các nguyên liệu và quy trình sản xuất có trách nhiệm hơn. Thị hiếu cũng thay đổi rồi. Người tiêu dùng thì ngày càng quan tâm đến chất lượng, độ bền của quần áo hơn là xu hướng thời trang mới nhất. Thời trang bền vững cung cấp các sản phẩm chất lượng cao được thiết kế để tồn tại lâu hơn trong nhiều năm chứ không phải là vài tháng. Vì lý do đó mà nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang mua sắm thời trang bền vững, bao gồm cả second hand. Đồ second hand là quần áo đã qua sử dụng, được bán lại cho người tiêu dùng. Quần áo second hand có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm người dân tự bán lại quần áo cũ của mình, các tổ chức từ thiện thu nhập quần áo và bán lại để lấy tiền gây quỹ, các công ty chuyên mua thu quần áo cũ từ các nước phát triển và bán lại cho các nước đang phát triển. Mua sắm đồ second hand là một cách tuyệt vời để giảm tác động của bạn đến môi trường. Tuy nhiên, cũng có một số bẫy mà người tiêu dùng cần lưu ý, bao gồm mua với số lượng nhiều vì tham rẻ, đúng không? Vì nghĩ rằng mua nhiều đồ second hand sẽ giúp bảo vệ môi trường. Và thứ hai là mua đồ second hand với giá rẻ, thường có giá rẻ hơn so với quần áo mới. Tuy nhiên, chất lượng của đồ second hand không thể tốt và có thể gây hại cho môi trường, không biết rõ nguồn gốc của nó nữa. Người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ về nguồn gốc của sản phẩm trước khi mua. Và cái góc tối đằng sau kinh doanh quần áo second hand đó là lượng tiêu thụ. Trong những năm gần đây thì kinh doanh quần áo second hand, quần áo đã qua sử dụng ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Statista thì thị trường quần áo second hand toàn cầu dự kiến sẽ đạt giá trị khoảng 77 tỷ USD vào năm 2025 và tăng từ 64 tỷ USD vào năm 2020. Tại Việt Nam thì kinh doanh quần áo second hand cũng đang phát triển mạnh. Theo Hiệp hội Thương mại đến từ Việt Nam thì thị trường quần áo second hand Việt Nam ước tính đạt giá trị khoảng 10.000 tỷ đồng vào năm 2022 và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2023, đạt giá trị khoảng 15.000 tỷ đồng. Và cái cách tiêu thụ là có nhiều cách để tiêu thụ quần áo second hand. Một cách phổ biến là mua quần áo second hand từ các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ cũ. Các cửa hàng này thường thu mua quần áo từ người dân, sau đó phân loại và bán lại. Một cách khác để tiêu thụ quần áo second hand là từ các tổ chức phi lợi nhuận.
thì những cái người tổ chức này thường mua quần áo từ người dân sau đó bán lại để gây quỹ cho các hoạt động từ thiện. Quần áo cũ thì đi về đâu? Sau khi được thu mua, quần áo second hand sẽ được vận chuyển đến các thị trường khác nhau để bán lại, và một số quần áo sẽ được bán ở các nước phát triển nhưng phần lớn sẽ được bán ở các nước đang phát triển. Tại các nước đang phát triển thì quần áo second hand thường được bán ở các chợ đồ cũ. Các chợ đồ cũ này thường nằm ở các khu vực nghèo khó nơi người dân có thu nhập thấp. Tuy nhiên, không phải tất cả quần áo second hand đều được bán hết. Một số quần áo sẽ bị vứt bỏ do chất lượng kém hoặc không phù hợp với nhiều người, với thị hiếu của người tiêu dùng. Bãi rác quần áo ở Ghana. Ghana là một trong những quốc gia nhập khẩu quần áo second hand lớn nhất thế giới ở châu Phi. Mỗi năm thì Ghana nhập khẩu khoảng 500.000 tấn quần áo second hand. Tuy nhiên, không phải là tất cả quần áo second hand nhập khẩu vào Ghana đều được bán hết. Một số phần lớn quần áo sẽ bị vứt bỏ ở bãi rác có tên là Akbolochi, nằm ở thủ đô Accra của Ghana. Bãi rác Akbolochi là một trong những bãi rác điện tử lớn nhất thế giới. Tại đây, người dân thường đốt cháy quần áo second hand để lấy kim loại có giá trị. Quá trình đốt cháy này gây ô nhiễm ra môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và động vật. Để không rơi vào cái bẫy là mua đồ second hand với số lượng nhiều thì chúng ta phải lập ra một cái ngân sách, một cái thời gian cụ thể mà chúng ta dành cho cái việc mua sắm đồ second hand. Nếu như bạn vượt qua cái ngân sách, cái số lượng tiền mà bạn bỏ ra, cái thời gian mà bạn bỏ ra với cả cái số lượng quần áo second hand mà bạn mang về ấy, thì thường nó có tác dụng ngược, bởi vì mình cũng đã một trong những cái nạn nhân mắc phải vào cái bẫy mua đồ second hand vì tham rẻ, vì cứ nghĩ là đây là cách để bảo vệ môi trường, nhưng thực tế thì lại không phải như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta mua với cả một cái số lượng nhiều, cái chất lượng nó cũng kém vì mình tham rẻ mà, thì tức là mình đang đi ngược lại với cả tiêu chí là bền vững. Thì nó cũng tương tự như là mua quần áo fast fashion, là thời trang nhanh thôi, nhưng mà mình cứ nghĩ là đây, trong cái tiềm thức của mình ấy, thì mình cứ nghĩ đây là đồ second hand nên thì chúng ta đang bảo vệ môi trường, nhưng thực tế là không như vậy. Và mình có một vài lời khuyên là trước khi mà bạn mua đồ second hand ấy, thì bạn phải lên kế hoạch là khi nào bạn lên đi, bởi vì nếu như chúng ta không có cụ kế hoạch cụ thể thì chúng ta sẽ lang thang các cửa hàng second hand, chúng ta dành rất là nhiều thời gian cho cái việc mua sắm, và chúng ta phải nên biết là cái nguồn gốc những cái người mà kinh doanh đồ second hand ấy, người ta nhập đồ từ đâu, có thực sự là họ đang bảo vệ môi trường hay là chỉ vì kinh doanh lợi nhuận thôi. Và đấy là những cái lời khuyên chân thành nhất của mình, và dựa trên cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua trong một cái thời gian mà mình mua đồ qua sử dụng, tái sử dụng. Và một cái câu chuyện khác nữa đó là cái thời xưa ấy, khi mà mình sống ở Việt Nam ấy, thì mình nhớ là mẹ mình có một cái chiếc máy khâu, và mẹ mình thường khâu quần áo, may quần áo cho mình. Dụ như một bộ quần áo ấy, vào mùa hè những cái bộ quần áo đơn giản thôi, còn nếu như bộ quần áo mà có diêm rúa cầu kỳ hơn ấy, thì mẹ mình thường nhờ một cái tiệm may gần nhà để may cho mình. Cái thời gian, cái quá trình chờ đợi thì mình có cần một cái sự kiên nhẫn nhất định để có thể chờ được cái bộ quần áo, và khi mà mình được nhận ở trên tay cái bộ quần áo đấy thì mình rất là phấn khích ấy. Mình cảm thấy là rất là quý trọng nó. Chính vì vậy mà mỗi khi cái bộ quần áo đấy nó bị rách hay là nó bị mất cái cúc ở trên trên áo ấy, thì mình sẽ nhờ mẹ mình khâu lại, hoặc là có những đêm ấy, mình còn ngồi mình khâu tỉ mỉ lại và mình kiểu cảm thấy tiếc ấy. Chứ hiện tại bây giờ ấy, thì cho dù là mình có bị rách rách quần áo hay là mình bị quần áo có bị hỏng hóc ở đâu ấy, thì mình nghĩ là ôi, thời trang nhanh, thời trang vì là cái xu hướng thời trang nhanh đúng không, giá rẻ mà lại còn tiện lợi là mua hàng trực tuyến online đúng không, thì mình chỉ cần đặt một phát là hôm sau sẽ có shipper, sẽ người người đưa đến tận nhà luôn, thì việc gì mà phải khổ ngồi khâu từng chiếc cúc một hay là khâu lại cái chiếc áo, làm gì cho mất thời gian đúng không? Chính vì cái tiềm thức của chúng ta đã thay đổi, chúng ta đã nghĩ đến việc là thời trang nhanh thì nó phổ biến, nó áp dụng vào cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta một cách rất là có thể gọi là tiêu cực. Trong những năm gần đây thì kinh doanh quần áo second hand rất là phổ biến trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, và kinh doanh quần áo second hand thì có những cái tác động tiêu cực cũng như là tích cực đối với môi trường. Chúng ta phải hiểu rõ được là cái nguồn gốc nguyên nhân hay là những cái nơi mà chúng ta mua quần áo second hand cũng như là cái nguồn gốc sản xuất của quần áo second hand.
quần áo nói chung. Và chúng cho dù là chúng ta là người tiêu dùng hay là người đang kinh doanh quần áo second hand thì chúng ta phải có một cái tiêu chí bền vững và phải luôn am hiểu về những cái nội dung thông tin về cách kinh doanh cũng như là cách tiêu dùng quần áo, và chúng ta có thể chia sẻ những cái thông tin bổ ích này đối với những người thân, người bạn hay là trên mạng xã hội để có thể nhiều người có ý thức hơn về việc mua sắm quần áo, không nhất thiết là phải second hand, có thể là bạn đang theo đuổi cái lối sống fast fashion hay là thời trang bền vững, thời trang nhanh, thì chúng ta luôn luôn có một cái thông tin cụ thể để có thể hiểu rõ hơn được nguồn gốc của nó, của vấn đề. Và mình mong rằng cái video ngày hôm nay sẽ là một cái lời khuyên bổ ích cho các bạn, và mình mong muốn là nếu như các bạn có thể theo dõi và comment cũng như là like, subscribe trên trang YouTube của mình hoặc là trên Facebook, mình sẽ đăng tải video của mình, và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé.